Xin chào các bạn, mình là ông Chuyên. Hôm nay mình nhận sửa hai mạch điều khiển động cơ 3 khoa không chuyển than cho bạn trong miền Nam. Đây là loại điều khiển động cơ BLVC loại mini dành cho kiểu xe mô hình, máy bay mô hình như này. Cả hai mạch này đều bị hiện tượng chạy giật giật nhé. Còn các mạch này mình nhận về còn trong tình trạng còn thiếu linh kiện cơ. Các con lái MOSFET này bị bóp hết rồi. Đầu tiên mình sẽ làm video sửa cái mạch màu vàng này trước. Cái mạch vàng này thì mình đã bóc một số linh kiện ra để mình vẽ qua. Sơ đồ nó dưới đây. Mình có tìm hiểu qua về hướng dẫn sử dụng cái này thì nó có nhiều cổng kết nối mình không hiểu hết được nhé. Có cả cổng ba cổng đây đang để trống này. Đây là hai rắc DC vào, đây ba rắc ra động cơ. Cái này là cái điều chỉnh tốc độ, thì đúng ra nó có một cái ở trên mạch chỗ này thì đã được độ chế ra đây. Cái mạch này mình lúc mình nhận thì đã được người cũ độ chế rồi. Quan sát bằng mắt phát hiện được con tụ này bị phồng nhé. Còn đây con tụ này thì mình thay, con tụ nguyên bản đó là con to này, mình đang thay vào để test đó. Cái sơ đồ tổng quát của nó thì nó lấy từ điện áp đầu vào này. Điện áp đầu vào đóng qua ba con MOSFET nhé, để cấp cho động cơ này. Xong động từ động cơ xả về thì ba con MOSFET này nhé. Nó đóng theo từng cặp xung khác nhau nhé. Nhưng gần như còn dạng cầu H, nhưng đây mà cầu H 3 pha nó thành như là thành 6 con như này nhé. Thì để điều khiển 6 con MOSFET này nó sử dụng một con IC ở đây là EG2134. Đó là con IC ở dưới con tụ này này. Mạch này linh kiện rất nhỏ, không nhìn được tên đâu, cả không có chỉ số luôn. Các con linh kiện ở đây. Đây các linh kiện rất nhỏ thì không nhìn được chỉ số nên mình chỉ vẽ sơ sơ thôi. Và chúng ta chỉ sửa những cái phần mà quan sát được thôi, những phần nhỏ quá không quan sát được thì thôi. Thì đây là sơ đồ kích xung từ con EG2134 2134 kích ra cặp MOSFET nhá. Nó có 3 cặp, mỗi một cặp thì nó sẽ sử dụng 4 chân như này nhá. Đây có 1, 2, 3 cặp này, mỗi cặp có 4 chân, đây 3 chân với 1 chân ở tới đây nữa. Thì hỏng MOSFET thì có khả năng sẽ làm hỏng đến cái con EG2134 này. Đây cụm nguồn của nó. Cụm nguồn thì từ điện áp đầu vào qua một mạch hạ áp là XL7005A. Đây cụm nhỏ đây. Mà IC này, quân cảm này, tụ này, diode này. Nó là chính là cái cụm này. Cụm này sẽ tạo ra VC1. Mình cũng chưa cấp cho đo nó biết là VC1 bao nhiêu. Ông từ VC1 sẽ cấp vào con 7805 để tạo làm vôn cho vi điều khiển. VC1 nào cũng sẽ cấp cho con EG2134 nhé. Bây giờ mình sẽ cấp điện vào để đo điện áp của nó. Còn MOSFET khi cấp điện này ta phải nhổ dàn công suất ra nhé. Để phòng trường hợp nó đang bị lỗi mạch, công suất có thể làm chậm mạch thì phải nhổ ra. Mình vừa bật cấp 20V vào thì nó lên đèn nguồn ở trên mạch nhé. Mình đo xem cái phần nguồn cấp trước của nó đã. VC1 chắc trên con tụ này 13,7 13,7 5V. Đúng theo lý thuyết. Cái 13,7 ở cụm nâng áp này nó phụ thuộc vào điện áp vào nhé. Ví dụ điện áp vào mà lớn hơn 13,7 nó sẽ hạ ra 13,7, còn nhỏ hơn 13,7 thì nó sẽ thấp hơn. Bây giờ kiểm tra phần nguồn cấp trước tốt này, mình sẽ kiểm tra xung kích nhé. Đây ở hàng MOSFET hàng trên nhé, MOSFET hàng trên có xung này. 1 này, 2 này, 3 này, đấy MOSFET hàng trên có xung này. Mình sẽ thử đến MOSFET hàng dưới nhé. MOSFET hàng dưới có xung nhỏ này. Xung nhỏ này. Rồi, vậy là đã có xung. Tiếp theo kiểm tra đến dàn MOSFET của nó thôi. Mình quên chưa nói hiện tượng của mạch này nó bị chạy giật giật. Bạn kia gửi cho mình, bạn bảo là con này mới thay. Mạch này mới thay. Trước bạn sử dụng cái mạch xanh bị hỏng, người ta bán lại cho mạch vàng mới mua về đã hỏng. Mình kiểm tra nào. Có một con vừa xào vào nó ra một con này nhá.
để thang thông mạch này, đo chân D với S này, à, D với G nhé. Còn D với G thông là chết rồi. Con này này, ăn may sở phát ra ngay. D với S không được thông này. Mình sẽ để thang 10K. DS không thông. Mình sẽ kích dẫn vào chân G nhé. DS thông. Kích dẫn G, DS thông. Kích dẫn G, DS thông. Kích G, DS thông. Kích G, DS thông. Vậy chết mất một con. Con này tên nó là CRST055L058 85V 120A VGS bằng cộng trừ 20V. Đây, một số thông số chúng ta phải để ý này. Còn MOSFET này nhé, CRST055L058L 85V dòng 120A VGS là cộng trừ 20V, nội trợ là 4,6 mini ohm. Và mình có đo cái tụ ký sinh ở trên chân G và S ấy. Thì mình sẽ đo tụ ký sinh ở trên chân G và S của các con MOSFET này. Thông số tụ khá quan trọng vì liên quan đến tốc độ điều khiển cao. 4,8 này. Cũng tầm 4,7, 4,8 nhé. Chắc cả dàn này như nhau. Thì các bạn nên thay các con cùng tên. Còn nếu không có thì phải cùng thông số. Cùng thông số là điện áp dòng này, điện áp kích dẫn này. Nội trở này có thể nó nhỏ hơn được, và cái tụ này nhỏ hơn thì càng tốt nhé, tụ ký sinh này. Thì bây giờ mình chưa có sẵn linh kiện đây, con này chắc chắn mình không có. Mình sẽ lắp thử con HI3610 vào để mình thử xem nó mạch này điều khiển động cơ đúng nhé. Thử ở công suất nhỏ thì vẫn được, còn nếu mà để trái bạn kia sẽ phải thay làm sao cho đồng bộ. Mình hàn ba cụm đèn vào, mô phỏng là ba cụm dây của động cơ nhé. Mình hàn vào 3 dây ra điều khiển động cơ này. Mình cấp nguồn 15V này. Chạy rồi này. Giảm tốc độ này. Tăng tốc độ này. Tăng tốc độ thấy nó vẫn nháy như thế nhỉ. Chắc nó không hồi tiếp được điện áp về nên nó thế. Bây giờ mình sẽ hàn động cơ vào thử nhé. Đây mình vừa hàn cái động cơ vào để mình thử tải nhé. Mình đang cấp 12V 1A này. Mình tăng tốc này. Kinh thật, mình mới chỉ tăng một tí thôi, động cơ dành cho chế máy bay nó mạnh thật đấy, để mình tăng dòng lên. Kinh giật, nhích một phát là ăn ác thật. Vậy như vậy nó chạy vừa nhé. Để mình xem nó có nóng hay không. Cũng mát rồi các bạn ạ. Ở video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.